Xin chào cả nhà ạ. Hôm nay cửa hàng xe lai bên quán xe ga. Địa chỉ 237 Ngô Quyền. Chuyên dòng xe ga các loại ạ. Xin chào Khánh Duy nhá. Địa chỉ 237 Ngô Quyền, chuyên dòng xe ga các loại nhá. Xin chào Nguyễn Công Thắng ạ. Hôm nay mình sẽ lai bên quán xe ga. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào có thể bình luận dòng xe mình quan tâm, cửa hàng xe lai chi tiết cụ thể để mọi người tham khảo ạ. Chào Trần Duy Lộc ạ. Vision, Everest, Lead cả đều đang có rất là nhiều xe nha. Xe Tuệ Ngọc Anh nha. Chào Việt Quang ạ. SH Form của 2019, 2020 cả đều đang có rất là nhiều xe ạ. Đầy đủ các màu sắc luôn. Form dáng S125, 150, ABS đều có xe ạ. Giờ Nguyễn Kim Tú nhỉ. Everest đời 2019 đen nhám. Đến đời 2021 là cũng đang có xe nhỉ. Chào Ngọc Ánh ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào có thể bình luận dòng xe mình quan tâm nhỉ. Mình sẽ like và báo giá chi tiết cụ thể từng xe ạ. Cảm ơn Việt Quang nha. Xin chào Phạm Đình Nhất ạ. Vũ Minh Bảo ơi, Vision cá tính màu xanh, bạn đang quan tâm đến xe mới hay xe cũ ạ? Xe cũ thì cửa hàng lại đang không có nào, còn xe mới cửa hàng đang có xe nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại và nhân viên cửa hàng sẽ báo giá chi tiết cụ thể cho bạn ạ. Xin chào Sơn Nguyễn nha. Cửa hàng xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới ạ. Tất cả xe mua tại cửa hàng đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Vũ Minh Bảo ơi, xe mới bạn lát nhân viên cửa hàng sẽ check in book và báo giá chi tiết cho bạn ạ. Mình đang like xe cũ nên ra sẽ chưa nắm rõ hết được cái giá xe mới. Xin chào Công Cáo nha, chào Lô Công Tử ạ. Bác nhân viên cửa hàng sẽ check in book và sẽ báo giá cho bạn nha. Xin chào Toàn Dâu ạ. Đặc biệt cửa hàng có trợ thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian ngắn nhất. Tất cả xe mua tại cửa hàng đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên, chất, xe không tai nạn lâm đụng, không ngập nước ạ. An ninh chọn đời xe. EH150 2022 xe gần như mới, chạy mấy trăm cây. Quỳnh ơi, Quỳnh xin book cái khách hỏi Vision mới ấy. Xin chào Chuột Chuột Nhất nha. SH từ tầm 49.800.000 là đã có SH bản 2013 ạ. Đến hơn 70.000.000 là có xe SH form dáng của đời 2017 ạ. 73.700.000 là có SH đời 2020 rồi ạ. Đặc biệt càng có chợ thủ tục mua xe trả góp, chỉ cần có chứng thư hoặc căn cước công dân là mọi người có thể đổ hỗ trợ rồi ạ. Exciter 2010 cả đang không có nào bạn ơi. Khi nào có xe bạn theo dõi trang, khi nào có xe cả sẽ đăng ngay bạn nhé. Xin chào Quán Hải nha. Chào Đức Hải ạ.
Mọi người có thể qua cửa hàng ở 237 Ngô Quyền để đi thử chạy thử cảm nhận chất xe của dòng xe AS, dòng xe ga Elite, Honda Vision, Everblade. Mọi người có qua 238 chuyên các dòng xe mới và địa chỉ 289 chuyên dòng xe côn xe số ạ. Xin chào Việt Anh nha. Hiện nay đang về rất là nhiều xe ạ. Form dáng từ đời 2012 cho đến đời 2022 cả đều có xe ạ. Đầy đủ màu sắc. Tất cả xe mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên, chất xe không tai nạn đơn vụ, không ngập nước nha. Mọi người có thể qua địa cửa hàng ở 237 Ngô Quyền để đi thử chạy thử cảm nhận chất xe của cửa hàng nha. Xin chào Phạm Công Thành ạ. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Cửa hàng sẽ like chi tiết cụ thể để bạn tham khảo nha. S2019 150 S150 ABS 2018 cả đang có rất là nhiều xe ạ. Xin chào Trịnh Văn Bảo nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Cả xe la chi tiết để bảo để tư... Đó, tin nhắn đây. EH125-2022 77.900 là có xe ạ. Xe đi có 900 cây. Xe như mới luôn ạ. Xe mới đăng ký ạ. Lắp full bộ. Phụ kiện lắp full bộ rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài live ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào bài live sau ạ.